Rồi quý vị ơi, bonsai 2620, ba cây trang sen cộng một cây sâm hương. Cây sâm hương này là tặng cho quý vị nha, là 300k bao ship toàn quốc nha quý vị. Đây là cây trang sen số 1 mà nha. Đó. Đang ra bông nhóc hết trơn nè. Cái này tôi tặng cho quý vị cây sâm hương nha quý vị. Tặng cây sâm hương này là cái lô này tôi không có lời nhiều đâu nha quý vị. Rồi. Bình thường bán 3 cây này cũng 300 rồi nha quý vị. Bữa nay tặng cho 1 cây khuyến mãi luôn nha. Rồi cây số 3 đây. Cây nào cũng mười mấy cái bông, 20 cái bông hết nha. Đây cây sâm hương này là giá trị của nó là 50.000 chưa có phí ship đó nha. Nếu có phí ship luôn là cây này 60.000 đó nha. Rồi tặng cho quý vị 1 cây luôn. Rồi kết thúc nha quý vị.